Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại. Và hôm nay thì kênh đã quay trở lại chỗ của chú Ngân, bãi kiển của chú Ngân với cô chú anh chị. Thì hôm nay chú Ngân cũng như mọi khi cũng giao lưu với quý cô chú anh chị một số cái phôi mai mini có rồi, phôm cao đồ có ha. Mà cũng dáng đẹp đấy đẹp, hôm nay cũng chú Ngân cũng để giá hữu nghị với quý cô chú anh chị nha. Quý cô chú anh chị cũng còn là đế ngon không ha. Hàng ngon giá rẻ với cô chú ơi, hôm nay cũng chú Ngân cũng để giá hữu nghị với cô chú ha, tha hồ với cô chú chị lựa ha. Rồi con xin chào chú Ngân ơi. Rồi chào Pha Pha ơi, xin chào cô chú chị gần xa. Cảm ơn cô chú chị gần xa đã ủng hộ cho dân anh các clip vừa qua. Hôm nay Lý Ngân mới về là 25 phôi mai, xin quý bà con mình ủng hộ cho Lý Ngân nha. Là hôm nay cũng giá hữu nghị giá rẻ và bao sống bao xếp luôn, số điện thoại của Lý Ngân thì trong cái chủ đề đó, cái gì bà con điện trực tiếp hoặc là qua Zalo nhắn tin cũng được. Rồi. Không làm mất thời gian bà con nữa thì vô mã số 1. Rồi cây mã số 1, mã số đầu tiên quý cô chú anh chị. Cây đầu tiên, cây dáng tàn thông với cô chú ơi. Cũng có đế ha, cũng khá đế lắm bên nào với cô chú. Rồi cho anh xin số đo luôn. Mình được 16 của anh. Cao 125. Tán ngang 85. Rồi mã số 1 cho luôn bà con mình là 500. Rồi mã số 1 500k luôn. Số 1 500k với cô chú. Mã số 2. Mã số 2. Cây phom cao với cô chú ơi. Phom cao tàn nhánh là cũng bệnh. Chà bá nè, chà này chà bá, bá không em con chú chị. Đây cũng có bộ đế cũng đẹp mà có củ đang nở. Chi cành đều hết ha. Chi cành to bự rồi đế nè, đế cũng chảy đều 24 giờ luôn nè quý cô chú. Cũng có củ đế nhưng mà chà bá nè. Nói chung hàng ngon quý cô chú ơi, hàng ngon giá hữu nghị ha. Rồi, cho con xin thông số luôn. Được 22 quành cô chú. Quành 22. Cao 114. Tán ngang 77. Mã số 2 giao luôn bà con mình là 900. Rồi 900k mã số 2 với cô chú ơi. Mã số 3. Cô chú nào có chốt thì chốt cặp này cô chú. Coi ngập số 2 số 3 này là nó điệu nhau nó đẹp đi cô chú. Số 2, số 3 cũng là một cặp như giống giống nhau rồi quý cô chú ơi. Cũng cây cũng tàn dù rồi ha. Tàn thông chứ. Rồi đế, đế cũng chảy đều hết ha. Rồi, đăng xin thông số luôn. Quành được 21 quành. Cao 130. Tán ngang là 80. Rồi mã số 3 giao lưu bà con mình là 900 luôn. Rồi 900k mã số 3. Đây mã số 4. Số 4. Nhánh cành nào nấy chà bá chưa cô chú. Đế cũng quái quái nha quý cô chú. Rồi cho ông xin số đo. Quành được gần 22. Này tính 22 cũng gần 22 nha. 21 rồi cô chú. Cao 103. Mã số 4 giao lưu bà con mình là 800.
Rồi, 800k mã số 4 của cô chú ơi. Này, mã số 5. Số 5. Chày dáng siêu siêu nha quý cô chú. Ủa đế như con ốc nè cô chú. Đế nó cũng quấn lại với nhau nữa nè ha. Đế cũng chạy đều nè. Cũ đế nó quấn quấn lại thân lên tới thân. Rồi, chân xin số đo. Hoành được 16 hoành. Cũ đế 29, cái cũ 29. Cao 93. Mã số 5 giao lưu bà con mình là 800. 800 cao của cô chú ơi, mã số 5. Số 6. Số 6. Cây nhỏ mini nhưng mà cũng có đế cũng ngon lành nữa cô chú. Nhỏ chứ cũng đế ngon ha. Rồi. Được 17 quanh. Cao 60. Cao 90. Mã số 6 này giao lưu bà con mình là 600, 500 ngàn. Mã số 6 500 ngàn quý cô chú ơi. Giá hữu nghị ha. Số 7. Cũng cây nhỏ nhỏ mà cũng có đế rồi ha. Rồi. Hoành được 19. Cao 58. Mã số 7 giao lưu bà con mình là 400. Mã số 7 400k quý cô chú ơi. Giá hữu nghị quá rồi. 8. Số 8. Cây tàn thông hả quý cô chú. Đế cũng ngon ha. Chảy đều 24 giờ luôn. Có củ đế nè. Cũng củ đế cũng tròn do ha. Cây cốt cành cũng đầy đủ hết nè. Bộ đế là nhỏ mà nó có củ đế đó. Cô chủ thì khỏi chê ha. Đây hoành được 20 hoành. Trùng cây này dáng chuẩn nữa rồi chú ơi. Cao được 105. Tá ngang 70. Mã số 8 giao lưu bà con mình là 600 ngàn. 600k. Giá hữu nghị sinh viên với cô chú ơi. Đây, chú Ngân là bao ship bao sóng toàn quốc với cô chú luôn nha. Rồi cây okay luôn. Đây là số 9. Số 9. Cây dáng cũng lùng lực ha. Đế nè, đế cũng đều hết nè quý cô chú ơi. Hoành được 18 hoành. Cao 63. Mã số 9 giao lưu bà con mình là 600. Số 9 600 cao với cô chú ơi. Rồi, ok. Số 10. Đó, số 10. Cũng một cây cốt cành đầy đủ luôn ha. Rồi cho xin số đo luôn. Hoành được 17. Cao 109. Mã số 10 giao lưu bà con mình là cũng 600 luôn. Rồi 600k luôn mã số 10 của chú ơi. Rồi đổi cây luôn. 11.
mã số 11. Cây nhỏ mà đế bự ha cô chú. Đế còn nào cũng lấy hết hồn nè. Cũng có củ đế rồi ha. Quanh được 19. Cao 85. Mã 11 giao lưu bà con mình là 700. Rồi, mã số 11 700k luôn. Rồi, ok. 12. Mã số 12. Cây cũng có bộ đế quái rồi cô chú. Cũng khá đế lắm ha. Cây cũng già cây nữa nè. Quanh được 21. Cao 59. Mã 12 giao lưu bà con mình là 600. Mã số 12 600k luôn với cô chú ơi. Rồi đổi cây luôn. 13. Mã số 13. Rồi, cây cũng có củ đế cũng ngon lành ha quý cô chú. Quanh được 20. Cao 57. Mã 13 này giao lưu bà con mình là 700 ngàn. Rồi 700 cao quý cô chú ơi. Mã 13 700 cô chú anh chị. Mã số 13 700. Rồi, rồi cây. 14. Mã số 14. Cây này cũng già cây cô chú. Cũng nổi da me hết trơn à. Da me hết cô chú, cây già ha. Đế nè, cộng đế cũng chà bá nè cô chú ơi. Rồi cho em xin số đo luôn. Quanh được 22. Cao 69. Mã 14 giao lưu bà con mình là 900. Rồi 900k mã số 14 luôn. Rồi đổi cây. Mã 15. Mã số 15. Số 15 một cây cũng già hay già cây lắm quý cô chú ơi. À, lên xù ở trên nè, da me ở trên nè quý cô chú. Cũng khá đế ha. Quanh được 21. Cao 79. Mã 15 giao lưu bà con mình cũng là 900 luôn. Mã số 15 900 cao quý cô chú ơi. Giá hữu nghị ha quý cô chú. Nãy giờ quý cô chú có lựa được cây nào? Anh, cái... năm chuyến này clip này là hữu nghị không cô chú anh chị. Bao sống bao xếp cho cô chú anh chị luôn. Cây đẹp nãy giờ cây đẹp không ha, được được không mà giá tốt. Cây số 16 cô chú ơi. Cây bàn tay 5 ngón ha quý cô chú. Này cũng nghe già lên da cốc hết trơn cô chú. Chỉ có cái thẹo cái này thôi. Thì cái này đây cũng xưa, nó cũng kéo da hết rồi cô chú. Này cũng đảm bảo không gì hết nè cô chú ơi. Bào sống bào xếp luôn cho cô chú luôn. Ô, cái này cái mấy? Rồi sao cái 14 đó nữa? Cái đó. Rồi cho nhìn số đâu luôn. Nó bỏ lại. Quanh được 24. 24 hoành.
cao 65. Rồi mã 16 giao lưu bà con mình là 700. Rồi, giá hữu nghị cô chú. Mã số 16 700 cao với cô chú ơi. Thứ 17. Mã số 17. Cành nào anh ấy thấy cô chú không? Thấy chào bá chưa không? Cây dáng lùng lực với cô chú. Cốt cành cũng lực lắm ha. Bự bự không nè. Cũng đế rồi nữa ha. Đế cũng ngon lành nè, chảy đều hết với cô chú ơi. Hoành được 21 hoành. Cao 81. Mã 17 này giao lưu bà con mình 700. 700k mã số 17. 17 luôn quý cô chú ơi. 700k thôi. Quý cô chú anh chị nãy giờ có lựa được cây nào ưng ý thì cứ liên hệ chỗ chú Ngân nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại thì có ghi trên tiêu đề rồi ha. Rồi, đổi cây. 18. Số 18. Nè bộ đế là cũng chà bá luôn á. Thật con chú thấy không? Bộ đế hết sảy luôn. Cây này khá đế lắm mấy cô chú ơi. Cây cũng già ha chú. Già cây hết ha. Rồi, đang xin số đo luôn. Hoành được 19. Cao 105. Mã 18 giao lưu bà con mình là 900. Mã số 18 900 cao với cô chú ơi. Rồi, đổi cây luôn. 219. Một cây lắc lượng nha cô chú. Một cây dáng lắc lượng. Rồi, đang xin số luôn, số đo luôn. 21. 21 hoành. Cao 73. Mã 19 giao lưu bà con mình là 400. 400 cao với cô chú ơi. Giá hữu nghị quá rồi. Giá sinh viên dễ chơi ha. Rồi, đổi cây luôn. Mã 20. Mã số 20. Bộ đế là cô chú thì dòm khỏi chơi. 20 một cây với bộ đế ngon lành ha cô chú. Đế viết ha. Đế nè, đế sổ xuống là tổng đế thì to rồi cô chú. Chảy đều 24 giờ luôn ha. Nói chung là cây này là cân đối lắm. Đẹp, cây đẹp. Cũng già cây hết rồi cô chú. Hoành được gần 24 đến 23 cô chú. Cao được 79. Mã 20 giao luôn bà con mình là 1 triệu chẳng. 1 triệu luôn với cô chú ơi. Mã số 20. Cây đẹp mà giá này là quá êm mà cô chú ơi. Rồi, đổi cây luôn. 21. Cây 21. Khi cành đồ cái cành này nói chà bá hết trơn cô chú. Có cái củ cũng hết hồn luôn à. Cái này củ tròn do chà bá nè cô chú ơi. Một ề củ ha. Ngon lành luôn. Còn chi cành nè. Chi cành nào nấy là lực. Bự bự không. Cái này là nhìn ngoài dáng cân đối lắm nha cô chú. Hoành được 28 hoành. Rồi hoành 28.
cao 113. Mã 21 này giao luôn bà con mình là 1.300.000. Rồi 1.300.000 với cô chú ơi. Cây đẹp giáo, dễ chơi quá trời nè. 1.300.000, mã số 21. Cây 22. Cây 22 luôn. Cũ chà bá luôn cô chú. Một cây cũ quấn quấn với nhau heo cô chú. Quấn lại nhau nè. Rồi, giao trình thông số luôn. Quỳnh được 22. Cao 66. Mã 22 giao lưu bà con mình là 1 triệu trắng. 1 triệu với cô chú ơi. 22 nha cô chú. Rồi, đổi cây luôn. 23. Mã số 23. Này cũng già cây hết trơn cô chú, này ra da me hết trơn cô chú. Lên da me hết rồi cô chú ơi. Lên tới trên luôn. Rồi. Quỳnh được 23. Cao 70. Mã 23 giao lưu bà con mình là 600, quá rẻ cô chú. 600 với cô chú ơi. Cây già lên nha me lên tới trên luôn đó với cô chú. Mà giá hữu nghị ha. 600k, mã số 23. Rồi. 24. 24. Một cây dáng lùng lực luôn. Cây cành cũng to nè quý cô chú. Cây cành này hôm nay chà bá nè ha. Rồi có bộ đế nè, đây bộ đế, cộng đế thì lực. Cộng đế lực điền ha. Cộng bự bự không ha. Rồi, cho mình xin số đo luôn. Quỳnh được 27. Cao 74. Mã 24 giao lưu bà con mình là 900. 900k, mã số 24 của chú ơi. Giá dễ chơi. Giá sinh viên. Rồi. Rồi, mã 25 này là mã cuối của chú. Mã số 25. Cây dáng siêu siêu luôn cô chú. Bộ đế cũng quái quái nè. Một nồi đế một củ bành kia luôn nè cô chú ơi. Mình giá cũng không nghĩ luôn thôi chú. Hoành được 16 hoành. Cao 74. Rồi mã mà cuối mã 25 này giao luôn bà con mình là 600. Cũng giá không nghĩ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi 600k với cô chú ơi. Mã 25 mã cuối ha. Giá 600 thôi. Này chú ngừng xả giá với cô chú vậy chơi, dễ chơi à. Giao lưu với nhau ha. Rồi. Rồi cuối clip cũng kính chào cô chú anh chị gần xa ủng hộ cho nhân dân các clip vừa qua. Thì hôm nay cũng chúc cho bà con mình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Là một ngày vui tươi bên gia đình. Hẹn quý bà con mình ở tạm ở clip sau nha cô chú anh chị. Rồi xin cảm ơn chú Ngân rất nhiều ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi clip tới cuối ha. Nãy giờ quý cô chú anh chị có lựa được cây nào ưng ý thì cứ liên hệ chỗ chú Ngân nha. Em có ghi số điện thoại trên tiêu đề hết nha quý cô chú anh chị ơi. Dạ xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ.